Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Anip trên Ubuntu 18.04. Thì mình sẽ vô Google và cái gõ từ Anip. Rồi mình đi vào cái trang Anip. Rồi mình kích vô download. Cái phiên bản Anip máy nắp là Anip Photo. Thì phiên bản của mình là 6 bit thì mình chọn là 6 bit. Các bạn chọn cái phiên bản phù hợp với máy của mình. Rồi, mình nhấn click vô download. Rồi, nó đã sẽ download cho về mình về một cái file .tac.gzip như vậy. Rồi mình chọn save file, chọn ok. Rồi nó download cũng khá là lâu nên là mình sẽ tạm dừng quay cái video. Rồi quá trình download đã hoàn thành, mình sẽ đi mở cái folder chứa nó lên. Thì nó chứa ở trong cái folder download như vậy. Rồi mình cũng sẽ đi tạo ra một cái folder khác. Ở đây mình tạo ra một cái folder nè, ví dụ như là My Software chẳng hạn. Rồi mình nhấn DJ. Rồi mình sẽ quay lại cái folder download và mình đi giải những cái file này ra. Mình chọn Extract Tool. Chọn vô đây, chọn xin nét. Mình quay lại cái folder My Software thì nó đã giải nén ra như vậy. Rồi mình mix cho cái biểu tượng này và mình đặt để cho nó bắt đầu cài đặt. Tiếp theo thì mình sẽ lựa chọn chỗ này là Anip EDA for Java EDA Developer. Rồi, tiếp theo thì mình click vào cái biểu tượng này. Rồi mình chọn Advanced Mode. Rồi, chỗ này thì mình chọn Anip EDA cho for Java EDA Developer. Rồi, cái chỗ này thì mình chọn lấy cái phiên bản JDK hiện tại là Java 10 như vậy. Mình chọn 64 rồi mình nhấn nét. Rồi tiếp theo thì mình chọn nét. Rồi cái chỗ này thì mình sửa cái tên của nó thành Anip. Cái chỗ folder này thì mình trở về cái folder software đi, My Software. Rồi mình nhấn Next. Rồi tiếp theo thì mình click chọn cái option này rồi mình click cho Finish. Thì quá trình download và cài đặt nó diễn ra trong một lúc nào đó thì mình sẽ tạo mình stop cái video tạm dừng lại. Rồi, nó hiện lên ra một cái pop up thì mình sẽ xác nhận cái bản quyền rồi mình chọn accept.
thì mình chọn là upset. Có hiện lên một cái hộp thoại bất mãn như vậy, mình sẽ chọn upset. Mình vừa quay video nên là nó hơi bị nát. Ok, nó đã finish quá trình cài đặt. À, thằng Enix Phantom nó đã đang khởi động lên cho mình. Rồi. Tiếp theo thì nó mới hiện lên một cái cửa sổ để mà mình chọn cái workplace, tức là cái nơi mà mình sẽ lưu trữ cái folder scope của mình. Mình sẽ để mặc định và mình nhấn nó. Mình đã được cái giao diện trang giao khăm của thằng Enip như vậy. Rồi, tiếp theo thì mình chọn review EDA configuration setting. Rồi, ở đây thì nó giao khăm to Enip. Rồi mình sẽ đi setting thêm một vài cái tool cho cái Enip này. Ở chỗ Refresh thì số auto query thì mình chọn vào cái này để mình cho nó cái tool nó tự thấy. Rồi tiếp theo ở cái chỗ tool show line number in editor thì mình cũng tích cho. Còn cái check belling in text editor thì mình không cần, mình check cho đây. Rồi tiếp theo ở bước 4 này là execute job in background thì mình tích cho cái này đi. Còn ở bước 5 encode test file bước thứ 8 thì mình tích cho này. Và bước 6 thì mình cũng tích cho cái này. Rồi mình tích cho finish. Rồi mình tắt cái màn hình keo cam này đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vô Windows, rồi về lần xịt. Rồi mình vô cái Java. Rồi mình vô cái mic option Intonic GDE thì nó sẽ định xét cái GDE và định là Java 10 như vậy. Rồi, như vậy là mình đã cái GDE đã được chọn vào mặc định và mình không cần phải chọn lại. Nếu mà cái GDE mà nó chưa chọn mặc định như vậy thì các bạn phải chọn lại cái đường dẫn mặc định cho nó. Rồi mình như vậy là mình đã cài đặt xong cái chương trình Enip của mình. Mình exit cái chương trình nó đi. Rồi mình sẽ vô cái folder software, my software và mình sẽ xóa cái file này đi. File cài đặt này nó không cần thiết nữa, mình sẽ xóa đi.